Alo, ok. Hi, xin chào tất cả các bạn và tất cả các em. Như các em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ học về tiếp tục chữa nốt cái đề về tổng môn hữu cơ este carboxylase amin và amino acid. Thì ngày hôm nay thì vừa mới đi dạy, vừa online vừa về, vừa đặt chân đến nhà xong nên là mặt xấu quá, nên là chắc là xin phép các em là thôi thầy không cho các em nhìn cái khuôn mặt xấu như bây giờ. Thời tiết bây giờ thì khá là lạnh đúng không? Thì chắc là chúng ta sẽ làm việc nhanh thôi. Và những bạn nào mà đã và đang theo dõi video livestream thì nhanh tay giúp thầy tác hộ thầy các bạn của các em, cũng như là chia sẻ với các bạn vào video livestream này để chúng ta có thể bắt đầu với nhau. Và khá là nhiều bạn đang hóng ở trên fanpage, đang 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 hóng ở trên trang cá nhân rồi, thì mỗi lần nhắn nhủ với các em là các em hãy nhanh tay vào trong fanpage để mà chúng ta có thể bắt đầu với nhau. Ok, hello chào các em. Hello Trần Thùy Dung. Hello Việt Trần Hà. Việt Trần Hà, Trần Việt Hà. Hai. Chuyên mục cho hỏi bắt đầu một chút để chúng ta. Được. Chào Nam Phan, Phan Nam, hai em. Chào Quỳnh Nguyễn, chào Quỳnh Nguyễn. Như các biết thì cái khoảng thời gian bây giờ đối với tất cả những bạn học online cũng như offline thì bây giờ chúng ta cái khóa online thì đã mở gần như hầu hết tất cả các bài tập, và cái còn là các bạn học offline thì cũng là gần như học hết tất cả các chương trình lớp 12 rồi. Chính vì vậy nên là bây giờ là các em hãy tập trung vào để luyện đề, và cái chuỗi này của thầy là như vậy. Sau khi chữa xong đề này thì bắt đầu vào thứ bảy tuần sau chúng ta bắt đầu vào ôn tập thi kết thúc học kỳ 1 nhé. Hai Ngô Khương, chào Ken Đỗ. Các em nhanh tay tác hộ giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video livestream. Mạng lag quá các em ơi. À no no no, không phải, mạng ở đây lag rồi. Ok. Chào Tân Khanh, Trịnh Xuân Long, hai chị Long. Ui, Mai Trịnh Xuân Long thi khảo sát. À, đây thì anh đúng không? Đây thì anh thì như là Mai thi khảo sát là đúng rồi. Chuẩn luôn. Đây thầy đang like rồi. Trần Linh Linh không biết đã vào chưa nhỉ? Các em tắt giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video với. Vậy nhanh tay chia sẻ lại video livestream. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ lại video livestream thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta nhiều hơn đúng không? Đấy. Mai thi khảo sát. Mai thầy chúc tất cả các bạn ngày mai thi khảo sát sẽ thi tốt hơn. Đúng không? Làm bài tập tốt. Bây giờ thầy để sang cái bài của chúng ta hôm nay làm việc. Buổi trước là đang làm việc thì mất mạng. Quả đang căng dây đàn thì mất hứng đúng không? Chào Lâm Cương. Hai Lâm Cương. Này, chúng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm từ câu 26 đến câu số 40. Tối nay chúng ta sẽ cháy với nhau. Quay mạng nó chậm quá, thầy đang chưa chia sẻ lại. Đâu đề chưa chữa đâu em, thầy vừa chỉnh lại đề đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu chữa từ câu 26. Nên bạn cũng bắt đầu làm từ câu 26, thầy còn đang đi tìm giấy. Thế chào Hữu Khoa. Chào Hữu Khoa, chào Xuân Hà. Hai em. Bao bánh giúp thầy share lại video livestream lên trên trang cá nhân nhé. Quay không biết như thầy đang bị con gì vào người như ngứa các em. Chào Kiều Hải Yến. Chào Kiều Hải Yến. Ai Kiều Hải Yến. Chúng ta chờ đợi một chút nữa cho các bạn vào được đông đủ sau đó chúng ta bắt đầu học. Như thầy Linh Gani đang live stream sao nhỉ? Biết thầy Linh Gani live stream xong chưa các em? Mấy bạn vừa xem thầy Linh Gani live stream, biết thầy Linh Gani live stream xong chưa? Thầy Minh đã cố định lịch này rồi mà thầy Linh vẫn còn live stream ngày hôm nay chứ. Thế mới nhỏ chứ đúng không? Không thể chấp nhận được. Thầy Linh đúng không? Hai Trần Linh Linh. Chào Trần Thị Hà Ngân. Hai Trần Thị Hà Ngân. Wow. Đâu rồi? Anh tay đây các em. Chào Việt Trần Hà. Các em giúp thầy tác các bạn đang ở trên cái trang cá nhân của thầy vào trong video này với, để các bạn cùng học giỏi. Chứ không các bạn lại cứ đi tìm ở đâu đâu thì nguy hiểm quá. Đúng không các em? À, Thư Vũ hôm nay trốn học. Chào Nguyễn Minh Phúc. Hai Nguyễn Minh Phúc. Nguyễn Minh Phúc. Thầy share một chút. Các em giúp thầy share thầy video live stream lên trên các cái trang, và cũng như là trên các cái fanpage mà các em đã và đang học vậy. Để mà từ đó thì chúng ta có thể giúp đỡ nhiều hơn, bởi vì thầy bị chặn tất cả các fanpage của các em ạ. À, tuần quên lịch thì những cái bạn những video live stream này thầy sẽ download và thầy upload lên cái trang kênh YouTube của thầy nhé. Kênh YouTube là Minh Miolin, các em cứ lên kênh YouTube search Minh Miolin là ok, ngay là hiện ra được kênh YouTube của thầy. Được chưa? Ok. Khẩn trương lên các em ơi, mau lên chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào học nào. Các em học hóa dạo này thế nào?
Em dạo này học khóa thế nào, ổn không em? Trường sò ok. Team offline của Five Star đâu rồi? Sao thấy có mỗi Trường sò? Hiếu Phạm Quang, chào Phạm Quang. Thế đợi một chút nữa cho các bạn đông đủ đã. Còn khá là nhiều bạn offline chưa vào em ạ. Nhanh tay nào các em. Khẩn trương và tốc độ cao. Vừa xem phần điện hóa xong, đúng rồi. Thấy khủng không em? Nhanh tay, nhanh tay. Thầy rất mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi video livestream này, nhanh tay chia sẻ lại video livestream bên trên cá nhân và tag các bạn các em vào trong video livestream này giúp thầy. Lạnh quá nên là trời ơi đi ngủ gần hết rồi. Nguyễn Thu Hiền offline. Chào Hiền. Hiền là offline Đông Anh ấy. Ai Hiền? Offline 2K2 Đông Anh. Đâu rồi nhờ? Đã bắt đầu được chưa các em? Em sẵn sàng chưa? Okay. Bạn Nguyễn Thị Anh Tuyết đang kêu hơn 9 rưỡi này. Ok. Thầy có để lại mà bạn không cậu ấm. Nhưng vấn đề là thầy sẽ up lên trên kênh YouTube thôi. Chứ thầy không để ở kênh này nữa. Vì để ở kênh này thì khá là khó cho các em theo dõi. Đúng không? Nào, ok. Bắt đầu nha các em nhé. Chúng ta bắt đầu. Không lạnh quá tí nữa các em lại đi ngủ mất hết. Câu đầu tiên, câu 26. Câu đầu tiên câu 26. Bây giờ thầy cần là các em bấm máy tính và ra chỗ này đáp án. Ok. Và đây là cái chuỗi livestream để mà ôn thi kết thúc học kỳ 1. Chính vì vậy nên là thầy rất mong muốn tất cả các bạn cùng ủng hộ và cùng tham gia vào cái buổi livestream này để mà từ đó có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn khác cùng để học giỏi môn hóa hơn. Và Nguyễn Tuấn Minh mất mạng dùng 3G. 3G xem được. Theo dõi đi. Không mai mai không cho xem lại đâu. Mai xem lại thì còn nói làm gì nữa. Livestream để tương tác. Tương tác để học giỏi. Đề có rồi. Rồi cứ vào mà tương tác mà gửi đáp án thôi. Ok. Cần chưa lấy kèo không tí là bao nhiêu mạng máy của Việt Nam lại đi xem đá bóng là không hết đấy. Alo. Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ các em nhỉ? Các em sẵn sàng chưa? Wow. Hình như thầy vẫn chưa chia sẻ được video livestream lên trên trang cá nhân của thầy. Hình như vậy. Các em giúp thầy chia sẻ của thầy với. Hai trường sò. Chúng ta bắt đầu được chưa? Bây giờ câu đầu tiên câu 26. Các em ấy comment, các bạn comment đáp án câu 26 này. Bắt đầu câu 26. Vì trước ta dừng lại câu 25 mà mất mạng mà. Bắt đầu câu 26. Các em comment đáp án câu 26 nào. À. 26 đáp án gì các em nhỉ? 26 đáp án gì các em? Hai Luis Trân Trân, Vũ Anh Thịnh, Lâm Khương. Người bạn trả lời đầu tiên là bạn Lâm Khương. Lâm Khương. Hai Hoàng Nguyễn. Chào bạn Hoàng Nguyễn. Vũ Hưng Thịnh B, Nguyễn Đức Sĩ B. Xem ngoài. Thực ra cái câu 26 là cái câu mà khả năng thi khá là cao. Khả năng thi khá là cao trong các đề thi sắp tới của chúng ta. Bởi vì những cái câu này là những cái câu mà dạng nó đặc biệt. Nó có cái gì đó nó đặc biệt. Nó có cái gì đó nó khác củ so với bình thường. Rất mong tất cả các bạn đã và đang theo dõi video livestream hãy cùng giúp thầy chia sẻ lại video livestream lên trên trang cá nhân và tag các bạn của các em vào trong video livestream này. Và cũng giúp thầy một lần nữa đó là chia sẻ những video livestream này lên trên các nhóm, bởi vì thầy đang bị block với tất cả các nhóm, bởi vì chia sẻ quá nhiều. Chia sẻ giá trị quá nhiều, giải giúp học sinh quá nhiều nên bị block, bị đẩy ra khỏi hầu hết tất cả các nhóm rồi. Thế chứ có 26 khá là kỹ để cho các em cùng nhìn nhé. Muốn sản xuất 59,4 kg cellulose từ nitrat. Vậy bây giờ thầy dạy cả các em cách giải nhanh câu này. Nhớ là cellulose là C6 H10 O5. Tất cả n lần đúng không? Vậy thầy viết tắt là thầy có sen cộng với HNO3 thì tạo thành cellulose trinitrat thì viết tắt. Ok, đây cách giải cực nhanh đấy các em nhé. Người ta có phân tử gỗ của cellulose bằng 162N, nhưng mà thầy vứt N đi, thầy chỉ lấy 162 thôi. Cellulose trinitrat là bằng 297. Vậy ngay tức thầy tìm được số mol của cellulose từ đinh ra kg tấn tại yến, coi như gam tính toán bình thường.
Vậy số mol của cellulose từ nitrat bằng 59,4 59,4 chia cho 297 bằng 0,2 mol. Hiệu suất phản ứng là 90% và anh này bằng 0,9. Thì thể tích HNO3 cần dùng là bao nhiêu? Vậy hoàn toàn thì suy ngược được số mol là. Chú ý cellulose trinitrat thì đoan 3NO3. Vậy thì có 0,2 nhân 3 đường chéo trước. Nhân 3 chia 1. Do có hiệu suất nên là chú ý thuận nhân nghịch chia. Đây chiều thuận, đây chiều nghịch. Vậy đây chiều nghịch, nghịch phải chia cho hiệu suất. Chia 0,9. Vậy ta có 0,2 nhân 0,3 nhân 3 chia 0,9 bằng 0,66666. Vậy với cái số này là chính bằng 2/3. Số mol NO3 bằng 2/3. Số mol NO3 bằng 2/3 mà đề bài cần tìm thể tích của NO3, vậy hoàn toàn thể tìm được M HNO3 nguyên chất. Nguyên chất hay chính là chất tan bằng 2/3 nhân 63 bằng 42. Hoàn toàn đến đây thì tìm được M dung dịch. M dung dịch HNO3 đề bài cho là 99,67%. 99,67. C phần trăm bằng M chất tan trên M dung dịch. Hóa này là hóa lớp 12 nhá, Oanh Nô nhá, hai Quỳnh Giao. Các em comment đáp án xuống cho thầy. M dung dịch C phần trăm bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy M dung dịch bằng M chất tan trên C phần trăm bằng 42 chia C phần trăm. C phần trăm đề bài cho ra bằng 99,67 là 0,9967 bằng 0,9967 42,14 gam. D, chúng ta chú ý D bằng M chia V. Vậy V bằng M chia D. Vậy bằng 42,14 chia cho 1,52 chia cho 1,52 bằng 27,72. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B 27,72 lít. 27,72 lít. Đáp án đúng là đáp án B. Khá là cảm ơn bạn Lâm Khương trả lời đáp án B đúng ngay từ đầu của bài ngày hôm nay. Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 27. Những câu này những cái câu mà thi hữu cơ nhé các em nhé. Rất là mong muốn là các bạn đã và đang theo dõi video live stream cùng chung tay với thầy chia sẻ video live stream này vào trong các cái nhóm cũng như là chia sẻ lên trên trang tường cũng như tại các bạn và các em vào trong video này để mà chuẩn bị sắp tới đây chắc là chỉ còn một tháng nữa thôi là các em sẽ có cái kỳ thi cuối học kỳ, và thầy cũng rất mong muốn các em có cái kỳ thi cuối học kỳ thật là tốt đẹp và thành công để mà các em được có một cái Tết ngon, đúng chưa? Và tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 27, các bạn bắt đầu comment đáp án các thầy xem bạn nào trả lời được đúng đầu tiên câu 27. Ở thầy cho dịch xuống rồi đấy. Trần Linh Linh thầy cho dịch xuống rồi. Ok, câu 27 nào. Bấm nó lên các em, bấm tốc độ lên, bấm bằng tay trái. Bấm như điên loạn cho thầy. Trường Sò, ok, Trường Sò là bạn trả lời nhanh nhất câu 27. Nguyễn Huế, nhanh nhì. Nguyễn Huế rồi, Vân Anh đâu? Đây là team offline tại trung tâm Five Star. Hai bạn, một bạn trả lời đầu tiên là Trường Sò, học sinh trường Amsterdam đúng không? Nguyễn Huế, nhanh tay lên, Vân Anh đâu rồi? Việt Trần Hà B, Việt Trần Hà là học sinh trường Tây Thụy Anh này. Mạc thì không biết là trường nào. 27B hình như thì đoán chắc là Bắc Duyên Hà. Việt Trần Hà B, ok. Nguyễn Anh Tuyết vào được rồi. Các em nhanh tay chia sẻ lại video livestream tất cả học sinh học offline thì 500 anh em offline rồi. Thầy có tận 500 anh em offline mà. Nó khẩn trương em ơi, cùng giải đi, cùng giải cho nó giỏi lên. Ai Trần Linh Linh từ nãy giờ toàn thấy offline rồi, chưa thấy online. Nguyễn Đức Sĩ, chào Nguyễn Đức Sĩ. Phạm Đình Ngọc Yến đây, như các bạn này là các bạn online rồi. Lê Quỳnh Anh B, khá nhiều bạn chọn B nhỉ. Nhanh tay các em, Lâm Khương B. Ok. Hoàng Nguyễn B là baby. Lê Quỳnh Anh B. Ok, bây giờ thầy chữa nhá. Thì các bạn cứ comment tiếp tục về đáp án để xem có đúng không. Diễm Thị Nguyễn đây rồi. Ta tử xem nhá, câu 27. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột. Chú ý đây là 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột. Vậy bây giờ thầy quy kg đi. 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột, vậy ta sẽ có là 650 kg tinh bột. Thì khối lượng ancol nitric thu được là bao nhiêu? Vậy tinh bột của thầy là C6H10O5. Ngay lập tức thì tìm được số mol của nó bằng 650 chia cho 162 bằng 4,01 mol. Lên men thành ancol nitric, vậy nó tạo thành 2 lần C2H5OH. Hiệu suất phản ứng lên men đạt 0,8
Vậy hoàn toàn đấy có thuận nhân, sorry từ từ đây là nhân chéo đã, 4,01 nhân 2 thuận nhân, đây dấu thuận chưa, nhân hiệu suất nhân 0,8. Đề bài hỏi khối lượng, vậy hoàn toàn thì tìm được m của CH5OH bằng 4,01 nhân 2 nhân 0,8 nhân 0,8 phân tử khối của CH5OH bằng 46 295,136. Chắc là lệch ở đây, vì chắc là đáp án đúng chúng ta là 295,3. Đáp án đúng đáp án B. Khá là cảm ơn rất rất nhiều bạn đã trả lời đáp án B. 68 anh em mà mới chỉ có, thầy đoán chắc được có tầm 15 bạn dám trả lời đáp án đấy. Còn những bạn còn lại là theo dõi bình thường à, theo dõi không dám nói lên ý kiến của bản thân à. Thế thì hơi đuối các em ạ. Chúng ta dám nói lên ý kiến bản thân. Học sinh thầy Minh Milin nó phải khác so bình thường. Thì chứ chúng ta học giỏi mà, chúng ta hoàn toàn được quyền nói lên ý kiến bản thân. Rồi chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 28. Cần trước là các em câu 28. Thủy phân hoàn toàn thì tóm tắt chút. Saccharose gợi ý C12 H22 O11 nhỉ. Đúng không? Thủy phân trong môi trường axit vừa đủ. Không biết thằng xác thủy phân trong môi trường axit thì thu được cái gì các em? Ui Nguyễn Đen nhanh tay ra rồi, Việt Trần A, Lê Quỳnh Anh A. Nhanh tay lên các bạn ơi, Hữu Khoa A. Nhanh tay lên nữa nào. Vân Anh, à đây rồi, Vân Anh đây rồi. Tốt, được. Công Nguyễn A. Học offline đang đầy đủ đấy. Nguyễn Thị Anh Tuyết A. Ok, chuỗi này thì hai trường sò sao chậm thế, chậm hơn cả Vân Anh với Huế. Diễm Diễm Nguyễn Thị, rồi ok. Nhanh tay lên các em, chúng ta ôn để ôn thi học kỳ 1 nhá. Ôn thi phần hữu cơ đấy thì biết các em quên gần hết rồi. À, Đinh Thị Hoài My, team online rồi. Hoàng Nguyễn A, offline. Hoài My, Hoài My ta có thấy mấy bạn online ở đây nhiều lắm. Xương Rồng Hoang Mạc, không biết đâu hết rồi. Già đâu rồi, chắc lạnh quá đi ngủ rồi. Lâm Khương 28A, ok, tốt. Ở đây chữa nhé. À, tùy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccharose. Chúng ta chú ý đây là mở dung dịch, đây là vậy hoàn toàn ta tìm được số mol. Mở chất tan là 62,5 nhân với lại 0,171 chia cho phân tử khối saccharose là 342 ra số mol luôn. 62,5 nhân với lại 0,171 bằng chia cho 342 bằng 0,03125. Nam Phan, ok Phan Nam. Nên đây chúng ta chú ý rằng là thủy phân trong môi trường axit thì saccharose thủy phân nó tạo thành một anh alpha glu và một anh beta phờrúc, nhưng glu hay phờrúc không quan tâm bởi vì ở đây tác dụng với agno 3 trong nó ba. Vậy thu được 2 lần C6H12O6. Đây là thầy đang có những cái giải pháp nhanh nhá, giải pháp nhanh, còn những cái bản chất bản trước thì thầy dạy ở trong khóa iStasy cũng như dạy ở trên lớp online rồi. Đây là những cái phương pháp giải nhanh nhất của thầy. Vậy hoàn toàn thầy tìm được. Ở đây thầy bài không cho ta hiệu suất. Vậy hoàn toàn hiệu suất là 100% nhân 2 bằng 0,0625. Đó là 0,0625 rồi. Chúng ta lại chú ý một điều, đó là một anh C6H12O6 kể cả là glu hay phrug khi tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì nó đều tráng được hai bạc. Vậy số mol của anh này là, vậy ta cần gì quan tâm, nó là glu hay phrug thì thu được số mol bạc, không cần hiệu suất nhân 2 0,125. Hoàn toàn đây ta tìm được khối lượng của bạc 0,125 nhân với 108 bằng 13,5 gram. Đáp án đúng đáp án. Thấy chưa các em? Khá là dễ dàng đúng không? Cực kỳ dễ dàng. Nhân tiện đây thì cũng giới thiệu với các em là những cái bạn mà đã và đang cũng như là không có điều kiện để theo dõi video live stream của thầy thì có thể follow, subscribe kênh YouTube là Minh Myelin, bởi vì tất cả những cái video chia sẻ free của thầy bây giờ thì up hết lên trên kênh Minh Myelin. Và như vậy thì với cái kênh này thì sẽ giúp đỡ cho các em học giỏi tốt hơn. Và đó cũng chính là cái ước mơ của thầy, để giúp cho hầu hết các bạn tiếp xúc với thầy có cuộc sống nó khác so với bình thường. Có nghĩa là các em sẽ học giỏi hóa hơn, ít nhất là học giỏi hóa hơn. Và điều đó là điều thầy rất mong muốn mang cái giá trị này đến với chúng ta. Thế nên là rất mong muốn các bạn đã đang theo dõi video live stream cùng thầy, chúng ta cùng thầy chia sẻ lại video live stream lên trên nhà anh nhân, tác cho thầy, giúp thầy tất cả các bạn các em trong video này, để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi ngon hóa hơn. Này chắc là mạng ngon rồi, chắc tối nay không có trận siêu kinh điển gì mà. Có 29 nào các em? Có 29 nào? Bạn nào trả lời đầu tiên? Thanh niên chuẩn nào trả lời đầu tiên câu 29?
Câu 29 câu khá là thú vị. Vậy, khó quá. Khó quá nên các thanh niên của chúng ta đang ngồi ngậm tăm. Đúng không các em? Gì cũng có mức thế đâu. Bình thường. Hồi nãy thầy mới chữa cái đề dành cho lớp offline, team offline của 2K1 kìa. Để đấy mà gọi xoắn. Đấy mà kinh khủng. Thầy vẫn chưa nhìn được bạn nào trả lời đầu tiên. Thì khó vậy á? Thì khó vậy các em? Thì khó vậy á? 29 dễ mà, thầy thử nhá. Sau thì 6K magic acetic này. Lê Quỳnh Anh, ôi xòi, bí quá. 6,6 gam axit acetic thì hoàn toàn đã tìm được số mol axit acetic 6,6 chia cho 60 0,11. Các em cùng bấm với thầy xem thầy có bấm nhầm số mol không nhé. Thầy anh bấm nhầm số mol đó. 4,4 gam hỗn hợp gồm 29 triệu. Trần Linh Linh chữa thầy ơi, em tắc rồi. Thế bình tĩnh theo dõi thầy livestream nhá. 29E. Xem nào. Ancol Metallic là CS3W. Đấy, trường hợp là Hiếu Phạm Quang B này. Và Anconetic là C2S5 OH. Tỷ lệ 2 chia 3 về số mol này thì đặt anh này là 2A, thì anh này là 3. Vậy hoàn toàn lên đây thì tìm được số mol từng anh. Thì có C3OH phân tử khối bằng 15 cộng 17 32. 32 nhân 2A cộng 46 nhân 3A bằng 4,4. Hoàn toàn lên đây thì tìm được A bằng 3 nhân 2 cộng 46 nhân 3 4,4 chia n. Ôi, A sao con lẻ vậy? Từ từ đợi thầy xíu. Thầy xét lại số mol có một tẹo. 15 cộng 17 bằng 3246, đúng rồi. Tỷ lệ là 2 chia 3 về số mol ancol metallic CS3OH ancol metallic, đúng rồi. 3 nhân 2 cộng với lại 46 nhân 3 bằng 4,4, chắc chỗ này là hơi bị 4,4 chia n 0,2 A bằng 0,022, gần tròn. Làm tròn gần đúng đấy. Đúng chưa? Vậy 2A bằng 0,044. Cảm ơn Nguyễn rồi ấy. Nguyễn thấy mới là Vân Anh đâu. Vậy này bằng 0,066. Hiệu suất chung là 60%, nó bằng 0,6. Chúng ta thử xem nó anh nào hết, anh nào dư đấy. 0,44 cộng 0,66 bằng 1,1. À, vậy là suy ra phản ứng vừa đủ hết. Vậy bằng ta này thu được là CH3 COO CH3 và CH3 COO CH5. Hiệu suất lúc này ta nên tính theo anh CH3W. Hiệu suất bằng 0,6. Vậy thì sẽ có. Bởi vì thế tiết rằng là cả ancol và cả acid, nếu giả sử 100% thì đều hết mà. Vậy thì có nhân với 0,6 thuận nhân 0,44 0,044 nhân 0,6. Anh sẽ là 0,066 nhân với 0,6 ra số mol. Từ đó ta tìm được giá trị của A là khối lượng hỗn hợp Fe. Phân tử khối này bằng 74 nhân với lại 0,044 nhân 0,6 cộng với phân tử khối này bằng 88 nhân với 0,066 nhân 0,6 bằng 5,43, đúng rồi. 5, đúng là đáp án A. 5,43 chứ, gần bằng 5,38 như Vân Anh. Có nghĩa là đáp án E, đáp án khác. Rồi, khá cảm ơn các bạn đã đang theo dõi video live stream. Câu khó quá nên là lại càng đông, càng câu khó lại càng đông bạn theo dõi ơn. Rất cảm ơn các em đã và đang theo dõi video live stream. Hãy nhanh tay giúp thầy chia sẻ video live stream lên trên trang cá nhân, cũng như tag tất cả các bạn của em vào trong video này. Chúng ta bắt đầu đến những câu thôn thố rồi, có rồi những câu này thế nó mới thi chứ, đúng không em? Chúng ta sang cái câu tiếp theo, câu 30. Chúng ta còn 10 câu nữa với nhau. Câu 30 nào, thầy đang chờ đợi. Đang chờ đợi những đáp án đầu tiên của những con người siêu khủng đầu tiên. Thầy đang khá là chờ đợi đây. Những đáp án đầu tiên. Đáp án đầu tiên nào các em? Còn bạn nào không theo dõi được video live stream nhỉ? Còn bạn nào không theo dõi video live stream không nhỉ? Ôi mày lạnh thế này mà thầy giáo già vẫn cố gắng. Đấy, Nguyễn Huế lại nhanh nhất rồi. Có bạn nào lật đổ được bạn Nguyễn Huế không? Thầy chú ý là từ nãy giờ bạn Nguyễn Huế 3 câu trả lời nhanh nhất rồi đấy.
Thanh niên Nguyễn Huế là thanh niên học lớp offline tại trung tâm Five Star A1 trường trung học thông Nguyễn Minh Khai. Ok. Thường Thanh, Nam Phan, Duy Khang, DK, Uyên Đặng. Chào em. Nam Minh, Cao Trịnh. Ok. Rất nhiều bạn, rất nhiều câu trả lời, rất nhiều đáp án. Thế anh chờ đợi nhiều nhiều đáp án hơn nữa các em ơi. Dừng rồi. Tắt rồi à? Chả nhẽ chỉ có từng đây bạn biết cách giải câu này. Vậy thì giải nhá. Câu 30. Lê Quỳnh Anh, ok. Lâm Khương, ok, cảm ơn. 3,1 gram một amin đơn chức. Thế đã từng nói nếu mà giải amin đơn chức ta cứ coi như nó là R. Nó này. Khối lượng 3,1. Thì cần. Cần là vừa đủ. HCl số mol 0,1. Ngon rồi. Ta có số mol nhóm NH2 luôn bằng số mol HCl bằng 0,1. Rất may mắn cho chúng ta thì là amin đơn chức chính bằng số mol amin. Vậy từ đó thì suy được phân tử khối R NH2 chính bằng 3,1 chia cho 0,1 bằng 31. Hai anh Gasso, anh Grasso, anh Grasso theo dõi video livestream đi. Trời lạnh như thế này mà mặc quần ngắn thế. Nào tiếp tục. Vậy suy ra R bằng 15. 15 thì thầy lấy cái thủ thuật của thầy là 15 chia cho 14 thì bằng 1. Vậy suy ra nó là CH3 NH2. Vậy công thức của anh này chính là CH5N. Đáp án đúng, đáp án B. Đúng chưa? Khá là dễ. Khá là dễ dàng. Quá dễ. Chứ không phải là dễ đấy. Bạn nào mà chưa theo dõi kịp thì sáng mai mở tua lại theo dõi. Đúng không các em? Và rất là mong muốn tất cả các bạn mai đến lớp hãy rủ các bạn ở trên lớp các em cùng theo dõi video livestream này để chúng ta cùng học thoải mái hơn. Thầy nghĩ rằng là trên lớp các em, các bạn của các em cũng rất cần những cái video như này của thầy chữa. Và như vậy thì các bạn đã giúp cho các em mà đỡ phải cãi với các bạn thì cứ đưa lên đây để mà hỏi thầy thôi. À, thầy sẽ cân hết tất cả mọi vấn đề cho các em. Thanh niên chuẩn, thầy Minh, cân tim, đúng không? Giúp đỡ toàn bộ 2K. Từ hè. Anh học đi. Câu 31. Ok, trường 31D. Tiếp tục đi em. Nhanh tay lên các em ơi. Nhanh tay lên nào. Chúng ta còn ở với nhau 9 câu thôi. Phan Minh Cao Thị. Ui Vân Anh mãi chui đâu bây giờ mới giả lời ra bán này câu này D. Hùng thi được 9 đấy nha Vân Anh nhá. Nguyễn Huế D. Bây giờ Nguyễn Huế thua Vân Anh à. Phạm Thị Ngọc Yến. Chào Yến. D. Lê Quỳnh Anh. Ui Lê Quỳnh Anh đã giải đi C rồi á. Đi đã giải 32 rồi á. Bình tĩnh. Thì chữ câu 31 à. 7,5 acid amino acetic. Đố em biết anh này còn tên gọi tên thường nó là gì. Đố em biết tên anh này gọi còn tên thường là gì. Thế nhắc lại câu hỏi. Đố các em biết anh acid amino acetic tên thường nó còn gọi là gì. Tên thường còn gọi là gì nào. Các bạn comment trả lời nào. Ala. Chết rồi. Một bạn Hiếu Phạm Quang đã gọi là Ala. Hồi anh tốt. Diễm Diễm Nguyễn Thị. Rồi từ từ thầy đang hỏi là anh acid alanin. Rồi cảm ơn. Glycine. Rồi cảm ơn. Gly chính xác. Anh này phải được gọi tên là glycine nhá. Các em chú ý, glycine chính xác. Glycine phân tử khối bằng bao nhiêu nhỉ? Glycine phân tử khối bằng bao nhiêu các em? 75 đúng không? 75 vậy hoàn toàn thì có gly. Phân tử khối 75 7,5 chia 75 số mol 0,1. Phản ứng HCl khối lượng muối thu được. Vậy là những ngày bảo toàn khối lượng đúng không? Bởi vì gly có một nhóm NH2 nên nó chỉ ăn một HCl thôi. Vậy số mol HCl phản ứng 0,1. Vậy sử dụng bảo toàn khối lượng. Thế có M của amino acid cộng với M của HCl thì bằng M muối. Đến đây ngay tức thầy tìm được M muối bằng khối lượng là 7,5 cộng với 0,1 nhân với lại 36,5 bằng 7,5 nhân với lại 0,1 sorry 7,5 cộng với lại 3,65 bằng 11,15 mắc tỷ lẽ 11,15 đáp án dễ. Sorry các em mắc tỷ lẽ tí chưa nhìn được đáp án. Sang câu 32 nào. Câu 32 nào các em.
Bài. Bài, từ nãy các bạn trả lời rất nhiều câu bài rồi đấy. Trương Đoàn Văn C, Hường Thanh C. Khá là cảm ơn 75 anh em đã và đang theo dõi video live stream. Nhanh tay cùng thầy cùng giúp cho toàn bộ tất cả các bạn em học giỏi hóa hơn bằng cách là tag các bạn của em vào trong video live stream này, cũng như chia sẻ giúp thầy để video live stream lên trên nhân nhân. Thầy biết là trời lạnh, khá nhiều đứa nó ngại học, nhưng mà ngại học thì không thể nào mà được điểm cao được, và bây giờ chỉ có chăm chỉ thôi mà được điểm cao thôi. Câu 32, khá nhiều bạn đã trả lời, bây giờ thầy sẽ chữa câu 32, chúng ta cùng quan sát nhé. Huế đã 33 rồi này. Alanin, đây rồi, phân tử khối bằng 89 đúng không? Chúng ta chú ý chút nhé, thứ nhắc lại một tí, Gly phân tử khối 75. Ala, phân tử khối 89. Valin, phân tử khối 117. Acid glu và lysin. Acid glu phân tử khối 147. Lysin 146. Làm thế cho nhanh các em ạ. Bạn nào mà chưa biết về mấy cái này thì nhanh tay share lại video live stream về tường nhé, và ghi vào một cái giấy nhớ dán lên trên góc tường ấy, để mà từ đó làm nhanh hơn. Thì như vậy ta mà làm nhanh được, thế nên là các bạn học offline thì làm nhanh lắm. 8,9 phải suy ra ALA số 1 và 0,1. Phản ứng hết dung dịch là ao á. Phản ứng là ao á, rồi sẽ đến nhóm CO á. ALA một nhóm CO á thôi. Thu được muối, muối này thầy dạy các em rồi. ALA bỏ một hydro cộng một natri, chiêu là do thầy nghĩ ra. Chiêu này do thầy sáng tạo ra. Và sẽ giúp các em làm khá là nhanh. Vậy ngay lập tức thầy sẽ tìm được số mol ALA 0,1 và thầy bấm được khối lượng muối luôn. Bằng ALA bằng 89 trừ đi 1 cộng 23 được bao nhiêu nhân với 0,1? Bằng 89 cộng 22 111. Ui, ngày độc thân 11,1. Ngày lễ của sự độc thân. Các em thấy không? Ông thầy của em vẫn độc thân. Quá khổ đúng không? Thầy giáo già suốt ngày đi giúp đỡ học sinh live stream. Đây, mọi người vẫn gọi là thầy giáo ngu. Thầy giáo ngu suốt ngày đi giúp đỡ học sinh. Ok, anh sáng mai đi học thoải mái chứ em. Thoải mái vào mà học, chắc nhớ thầy rồi. Nó cần trước em. Câu 32 nào. Thầy đang chờ đợi các đáp án của câu 32. Chúng ta còn với nhau. Ôi trời chết, tôi rồi. Pin yếu em ạ, sao mới live stream tí mà pin đã yếu nhỉ. Man Linh Cao Trịnh. Ok các em, nhanh tay comment đáp án câu 32 nào. Vừa đã lên câu 33 rồi. Nhanh thế. Các bạn học giỏi quá. Câu 32 nào. Còn những bạn nào chưa dám nói câu 32 thì nói nốt. Ok. Câu 34 đã giải lên câu 34 rồi thì chữa câu 32 đã. Câu 32 chúng ta vừa giải là 11,11 đúng không? Câu 33. Sorry thầy cứ nói nhầm câu 33. 0,1 mol amino acid dạ. Vậy thầy có X dạ H2N R COH. Số mol là 0,1 mol. Phản ứng hết HCl tạo ra muối. Khối lượng muối bằng 11,15. Được chưa các em? Vậy ngay tức đề bài yêu cầu chúng ta xác định X là gì. Thế vậy thì ta nhìn, ta dùng HCl thì nhóm NH2 phải ăn 11 với số mol HCl bằng 0,1. Thế thì có bảo toàn khối lượng thì có M amino acid cộng với là MHCl thì bằng mỡ muối. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được M amino acid thì bằng M muối 11,15 trừ MHCl trừ đi 0,1 nhân 36,5 bằng 11,15 trừ đi 0,1 nhân với 36,5 bằng 7,5. M amino acid mà bằng 7,5 thì suy ra phân tử khối của amino acid này bằng 75. Mà 75 thì như vừa nãy thầy vừa ghi thì nó là anh nào? Là lý gì? Bà bà đáp án A các em ạ. Bà đáp án A. Những bạn nào đã và đang theo dõi video live stream hãy nhanh tay giúp thầy cùng thầy chia sẻ lại video live stream này lên trên nhóm cá nhân, cũng như tag giúp thầy tất cả các bạn có em vào trong video live stream này, từ từ chúng ta cùng học giỏi hóa hơn. Ok, câu 34. Giờ ta sang đến câu 34. Đang về amino acid các em nhé. Và tôi nghĩ rằng là các bạn đang khá là khó ở cái phần amino acid. Để chính vì vậy nên là phần cuối này thầy live stream khá là nhiều về amino acid, để từ đó giúp đỡ được các em nhiều hơn.
Ok. Đói quá. Thầy vừa đi dạy offline về và thực sự là bây giờ chưa có cái gì ở trong bụng cả. Cháy của các em rồi. Câu 34. 0,01 mon amino acid X. Thầy đã từng nói nếu mà amino acid ta phải ký hiệu là R, COH tất cả A lần, NH2 tất cả B lần. Được cho các em. 0,1 mon. Phản ứng HCl vừa đủ HCl, số mon là 0,2. Vậy ngay lập tức ở tại đây thầy đã suy ra được luôn là A, sorry, phản ứng HCl là N2, B chính bằng số mol HCl 0,2 chia cho số mol amino acid bằng 2. Ok. Tiếp tục, mặt khác cũng 18 gam x nha, lúc này là R, NH2 tất cả 2 lần, COH tất cả A. 18 gam. Thì phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl trên. 200 ml dung dịch HCl trên. HCl này là 2M, vậy nó bằng 0,4. Vậy ngay lập tức thì suy được số mol amino acid bằng 0,4. Này có 2 nhóm là 2,4 chia cho 2 bằng 0,2. Từ đó thì tìm được phân tử khối của amino acid. Phân tử khối amino acid sẽ bằng 18 chia cho 0,2 bằng 18 chia 0,2 bằng 90. Đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Chính xác, Lâm Khương. Thầy nhìn thấy Lâm Khương trả lời được chính xác rồi. Và sang câu tiếp theo. Câu số 35. Câu số 35. Hôm nọ Black Friday, không biết là các bạn có nhanh tay chấn lột được khóa C cộng S không? Hôm đấy cực kỳ rẻ luôn. C cộng S mỗi khóa 500.000. Thế mà tổng là 1 triệu. Thế mà cuối cùng lại chỉ còn có 500.000 thì hai khóa. Không biết có bé nào biết đăng ký không? Cái bằng 5A, bằng 5A, cảm ơn các em. Cần trước đó các em ơi. Đáp án nào các em? 35, vậy chúng ta còn ở nhau 5 câu nữa thôi. Ok, bạn nào làm nhanh thì làm cả câu 36 đi. Câu 35 nào. Thầy rất là cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video live stream của thầy. Thầy rất mong muốn là các bạn và các em hãy cùng nhanh tay, chung tay chia sẻ lại video live stream lên trên trang cá nhân, cũng như tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này. Và trong cái buổi live stream này thì bé nào mà muốn đăng ký khóa C hoặc khóa S thì inbox trực tiếp cho fanpage nhé. Khóa C của thầy là khóa luyện cơ bản, khóa S của thầy là khóa luyện đề, và hiện tại các em nên học luyện đề đi. Hay thế, mỗi đứa một đáp án này, một đứa A một đứa D này, vui chưa các em ơi? Cực kỳ vui, thầy rất thích cái kiểu vui vui mà mỗi một đáp án như này này. Thầy chữa nha cô 35. X là một alpha amino acid no chỉ chứa một nhóm NH2, một nhóm COH. Vậy thì ký hiệu được nó là RCOH và H2N. Cho 23,4 gam X. Vậy này là 23,4. Tác dụng HCl dư thì thu được muối. Muối ở đây bằng 30,7. Vậy hoàn toàn ta lợi dụng bảo toàn khối lượng, ta tìm được khối lượng HCl. Từ khối lượng HCl thì ta tìm được số mol HCl. Số mol HCl bằng 30,7. 30,7 trừ đi 23,4 chia 36,5 trừ đi 23,4 bằng chia cho 36,5 bằng 0,2 mol. Và do anh này là amino acid một nhóm NH2, vì vậy nên đáp án nên suy ra số mol này bằng 0,2. Và hoàn toàn số mol này bằng 0,2 thì đến đây thì tìm được phân tử khối H2N R COH bằng 23,4 chia 0,2 bằng 100 bao nhiêu nhỉ? 117. 117, bạn nào mà thuộc thì suy ra nó là valine. Bạn nào không thuộc thì làm tiếp. Vậy ta có R bằng 117 trừ đi anh này 16 trừ đi anh này 45 trừ đi 16 bằng trừ đi 45 bằng 56. Đến đây sử dụng kỹ năng của thầy, kỹ năng thượng thừa là 56 chia cho 14 gần bằng 4. Anh này chắc chắn là C 4 đúng không? H
mấy nhỉ? Xin lỗi mấy? 56 trừ đi 14 trừ đi 12 nhân 4 bằng 8 C4H8. Hay gấp vào là C4H8 COH và NH2. Vậy đáp án đúng 4 này cộng 1 5 là V, V là valine. Và làm đáp án gì? Câu 36 khá là khó đấy, thì để cho các em suy nghĩ. Thì cho các em suy nghĩ buổi sau live stream thì sẽ chữa sau nha. Thật ra sang câu 37. 36 có đáp án rồi, các em về nhà suy nghĩ. Và sang tiếp tục câu 37. À, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi live stream chữa đề để ôn thi học kỳ 1 các em nhé. À, toàn bộ là đề ôn thi học kỳ 1 thì thầy sẽ cố định là đến cái phần trên đại cương kim loại. Ok. Hết đại cương kim loại. Câu 37 nào. Đang chờ đợi những cánh tay giơ lên của câu 37. Đang chờ đợi những cánh tay giơ lên của câu 37. Trả lời đáp án của câu 37, chúng ta còn live stream với nhau 4 câu thôi các em. Đang chờ đợi những cái đáp án đầu tiên cho câu 37. À, tranh thủ trong lúc mà chờ đợi các bạn đã và đang trả lời câu 37 thì rất mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream này. Sáng mai thôi, đến lớp. Sáng mai thôi đến lớp. Hãy giúp thầy cùng chia sẻ với các bạn của em để cho các bạn của em theo dõi video live stream này để mà từ đó các bạn của em cùng học giỏi hơn. Được không em? Để mà điểm thi nó cao hơn. Điểm thi cao hơn thì tự nhiên chúng ta sẽ học giỏi hơn. Và những cái bạn mà đang theo dõi video live stream này thì ngay lập tức tối nay hãy đăng ký cái kênh YouTube Minh Mia Linh thầy để theo dõi tất cả các cái video live stream và tất cả các cái video mà thầy dạy online free theo app bên trên đó. Có bạn nào muốn học hệ thống hơn thì có thể là đăng ký khóa C-West Astasi Astast. Ok, bạn Vũ Đình Trung 36C, Nguyễn Xuân Trường bây giờ mới mò vào 36B. Bắt đầu khác nhau này. Thầy thấy có gì đó khang khác. Thầy có cái gì đó khác lạ ở đây. Chắc câu hơi khó. Chúng ta chú ý lý. Lý câu 47. Đây là natri dư. Chú ý natri dư. Và cồn ethylic OH 46 độ 0,8 gram trên mililit. D bằng đây là D cồn, D nước là 1 gram trên mililit. Thu được hiđro. Số mol khí hiđro 42,56 chia 2,4 1,9. Lớn nhỉ. Giá trị của V bằng bao nhiêu? Chỗ này nha. Thầy thì thầm với em chút nhé. Nát đi phản ứng với nước không em? Có đúng không? Trong này có còn nước nữa. Khá nhiều bạn phiêu ở chỗ này. Khá nhiều bạn phiêu ở chỗ này. Vậy nếu thì đặt số mol cồn là A thì số mol nước là B. Đúng chưa? Cồn là A thì số mol nước B. Vậy ngay lập tức thì sẽ có bảo toàn hiđro. Một anh cồn sinh ra 1 phần 2 hiđro là 1 phần 2 A. Một anh nước sinh ra 1 phần 2 hiđro cộng với 1 phần 2 B thì bằng 1,9. Thứ hai là đến độ rượu. Với A mol cồn thì ta tìm được khối lượng của cồn bằng 46A. Thì tìm được M của nước bằng 18B. Và ở đây cho chúng ta độ rượu. Độ rượu như ta phải tìm ra V đấy. Độ rượu là 46 độ thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch. V dung dịch thì bằng 0,46. V nguyên chất ở đây là cồn. Và khối lượng của cồn nguyên chất D M chia V. Vậy suy ra V bằng M chia D. Vậy V nguyên chất của cồn sẽ bằng M là 46A chia cho 0,8 chia cho V dung dịch. V dung dịch thì chính bằng V nguyên chất là 46A chia 0,8 cộng V nước là cộng 18B thì bằng 0,46. Phải hoàn toàn đến đây em bấm được AB. Thầy không cần bấm máy tính này cho lắm. Thầy các em bấm hộ thầy chút. 57,5A chia cho 57,5A cộng 18B 0,46 chia cho 0,46
125A. Suy ra 125A thì bằng 57,5A cộng 18B trừ đi 57,5 67,5A trừ 18B bằng 0. Bấm máy tính giải hệ nào. 0,5 bằng 0,5 bằng 1,9 bằng 67,5 bằng trừ 18 bằng 0 bằng 0,8 là 3. 0,8 là 3. Và 0,8 bằng 3 thì ngay lập tức ta tìm được giá trị của V. Thì tìm được V luôn. 46A chia 0,8 V nguyên chất và V dung dịch. Đây là V dung dịch. Vậy suy ra chính bằng A bằng 0,8. 46 nhân 0,8 chia 46 nhân 0,8 chia 0,8 cộng 18 nhân 3 bằng 100. Đáp án đúng đáp án C. Khá là tưởng thường cho tất cả những bạn. Đáp án C. Nên chú ý cái câu này khá là hay. Nó chuẩn thi đại học vì rất rất nhiều thứ. Sao có 38? 38 cũng tương tự như câu 37. Nhưng thôi có lẽ thầy không chữa nữa. 38 tương tự như câu 7 thầy không chữa nhé. Tương tự 37. Thì đáp án ở phía dưới đề này. Đáp án của câu 38 bằng C. Nhắc các em. Tương tự thầy không chữa, thầy chỉ chữa những câu mà khác thôi. Câu 39 à. Trương Đoàn Văn sao ăn côn lại tác dụng với natri? Tại vì ăn côn có nhóm OH đấy mấy. Ăn côn tác dụng natri là chuyện bình thường. Ăn côn có nhóm OH thì tác dụng natri. Cứ anh nào có nhóm OH thì tác dụng natri. Nước cũng có OH thì tác dụng natri. Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi video live stream. Rất là mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream này chung tay cùng thầy chia sẻ lại video live stream bên trên cá nhân và giúp thầy thì tác tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi và văn hóa hơn, đúng chưa? Giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Dĩ nhiên rồi, những câu cuối nó phải hiểm chứ. Thôi cố lên các em. Rồi ok. Thầy đang chờ đợi câu 39. 39 trường sò đây này. Học sinh học offline đã ngay lập tức có đáp án 39 đây. Nào khẩn trương nào các em. 39 đây rồi. Tiếp tục. Bạn nào nữa nhanh đấy. Nhanh tay. Câu này dễ qua. Wow. Thôi thầy dùng cái này nó dễ hơn em ạ. Mạc 39D. Thầy dùng cái này nó hịn hơn. Nó tốt hơn. Câu 39. Lên men mở gam glucose. C6H12O6 với hiệu suất 80%, 0,8. Vậy anh này mà lên men mờ gam của glucose ấy, lên men mờ gam của glucose thì hoàn toàn thì sẽ thu được anh gì? Hấp thụ toàn bộ khí thoát ra và anh này chắc chắn là CO2 rồi. Vậy CO2 thoát ra thì hấp thụ dung dịch là AOH, 0,5. Sau phản ứng thu được dung dịch có chứa 25,2 gam chất tan. Vậy đây chất tan của chúng ta sẽ có hai khả năng. Hoặc là gồm Na2CO3 và NaOH dư. Thì bấm máy tính thử nha. AB. Bấm máy tính tiếp luôn. 106 bằng 40 bằng 25,2 bằng và toàn natri. 2 bằng 1 bằng 0,5 bằng A bằng 0,2. B bằng 0,1. Vậy thầy đi giải luôn anh này đã. Bảo toàn carbon 0,2 nhân với 1 bằng 0,2. Với suy ra số mol CO2 bằng 0,2, ngay tức suy ngược lại được số mol của glucose 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1.
Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0.8. 0.125. Vậy ngay tức đến đây thì tìm được giá trị của m nhân 180, 2.5 gam. Đáp án đúng đáp án rẻ. Câu cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay, câu 40, và chắc là đến bây giờ các em mới biết ở phía dưới có đáp án, và chắc bây giờ các em mới biết cách check đáp án, đúng chưa? Các thanh niên đã và đang theo dõi video live stream đến cuối giờ này là những thanh niên cực kỳ là chăm học, và thì nghĩ rằng là cái điểm thi kết thúc học kỳ 1 sắp tới đây của em sẽ khá là cao. Chính vì vậy nên thầy rất mong muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn. Ok, câu 40 nào em, đáp án gì nhỉ? Đang chờ đợi đáp án câu 40 đấy. Thầy rất rất mong muốn là tất cả các em mai chính là mỗi các em là một minh myelin nhỏ, sẽ giúp thầy chia sẻ lại video live stream với lại tất cả các bạn ở trên lớp, và từ đó hãy cùng nhau giúp đỡ để học giỏi hơn. Ok. Nào câu 39, câu 40 đang chờ đợi. Chứ bạn nào comment thì đáp án câu 40. Câu 40 thì như cũng tương tự như câu 39, còn gì các em? Trọng vũ C 40, tương tự như câu 39, nhưng đặc cách thì sẽ chữa câu 40 một lần nữa. C6H12O6 hiệu suất 50%, thu được CO2. CO2 này mang cộng với cao áp 0.4, thu được chất tan 26.3, bao gồm K2CO3 và cao áp. Lại tiếp đặt ra về test thử, testing, tất cả đều là testing. 39 nhân 2 cộng với 60 bằng 138. Vậy thì có 138A bằng 56B bằng 26.3 bằng bảo toàn kali 2 bằng 1 bằng 0.4 bằng. Vậy ta có A bằng 0.15, B bằng 0.1. Vậy hoàn toàn đến đây thì bảo toàn carbon này tìm được số mol carbon là bằng 0.15. Anh này bằng 0.15. Anh em tức ta suy ngược lại, 0.15 nhân 1 chia 2. Nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0.5. Được bao nhiêu? Nhân 180 ra khối lượng. 0.15 nhân, sorry, chia 2 chia 0.5 nhân 180 bằng 27 gam. Đáp án chính xác của ta câu 40, đáp án B. Cái bấm gì nữa em, cái này bấm dễ mà. khá là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi video live stream này của thầy, và cái bộ video live stream này sẽ được lưu trực tiếp lên trên fanpage, và để cho các em tiện theo dõi hơn thì thầy sẽ lưu nó lên trên kênh YouTube trực tiếp của thầy là kênh Minh Myelin. Và rất là cảm ơn các em đã và đang, và sáng mai thôi sẽ cái video live stream này của thầy giúp đỡ cho tất cả các bạn của các em ở trên lớp. Và ngay lập tức em chú ý theo dõi ghi nhớ lịch thời gian live stream là 21:30 hàng tuần và thứ bảy hàng tuần. Buổi tới thầy sẽ live stream với chúng ta về đề ôn thi kết thúc học kỳ 1, và cái đề sẽ được update vào ngay lập tức sáng ngày mai. Rất là cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi video live stream này. Một lần nữa chúc tất cả các em có một đêm đông ấm áp. Bây giờ thì thầy của em khá là mệt rồi, cả ngày hôm nay dạy rất là nhiều, cháy hết sức với các lớp online. Chính vì vậy nên bây giờ thầy phải đi ăn đêm. Ấy, thân hình thầy béo là bởi vì ăn đêm nhiều. Ăn đêm nhiều là bởi vì hy sinh quá nhiều vì học sinh. Nên đừng có chê thầy béo nhé. Chào tạm biệt tất cả các em. Bye bye.